Thưa quý vị, trong điều kiện bình thường, công việc nấu ăn phục vụ bộ đội vốn đã vất vả, thì trong quá trình tuần tra, thực thi pháp luật dài ngày trên biển, nhiệm vụ phục vụ hậu cần lại càng khó khăn gấp bội. Và trên những chuyến tàu như vậy, có một đội ngũ ít ai biết đến, đó là những anh nuôi, những người thầm lặng cống hiến, góp phần chăm sóc sức khỏe cho những người lính biển để chuyến hải trình hoàn thành nhiệm vụ được trên giao. Câu chuyện ai thế nào vì sao ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến thăm tàu 8001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 để gặp gỡ những anh nuôi của người lính biển. Là khổ đội trưởng pháo trên tàu Cảnh sát Biển 8001. Vì có kinh nghiệm nấu ăn, nên đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Văn Diện được anh em chiến sĩ tiến cử làm bếp trưởng của tàu. Mặc dù đã có kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm, nhưng làm nhiệm vụ này trên tàu, đặc biệt là vào thời tiết khắc nghiệt, biển động, vẫn là thử thách đối với đại úy Diện cũng như tất cả các anh nuôi khác. Những lúc sóng gió cấp 7, cấp 8 thì cực kỳ khó khăn vì do điều kiện tàu rung lắc mạnh, các vật dụng thì nghiêng ngả chao đảo, kể cả người đứng cũng không vững, nên là lúc đó là đòi hỏi người nấu ăn là phải cực kỳ nhiệt tình và có sự dũng cảm trong đấy. Thực phẩm là phải chế biến, phải trang buộc cẩn thận, nấu nước thì phải chú ý là nấu vừa phải, không đầy quá để trao ra ngoài. Còn cơm thì cùng nấu, nếu như nồi nấu được 6 kg thì mình chỉ nấu khoảng 4 kg thôi, không nó nghiêng ngả là sẽ bên sống bên nhão, nó không đảm bảo cho chất lượng cho bữa ăn. Thông thường, những chuyến làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển của tàu Cảnh sát Biển luôn kéo dài 1 tháng, thậm chí 2 tháng. Do đặc thù các công việc nên các anh nuôi phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng và khép lại công việc hàng ngày vào 23 giờ đêm, thậm chí là trễ hơn. Công việc vất vả, áp lực, kèm với đó là thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, để đảm bảo nguồn thực phẩm luôn tươi xanh, các chiến sĩ trên tàu phải chuẩn bị thật kỹ cả nguồn cung lẫn cách bảo quản trước và trong mỗi chuyến hải trình, để đều đặn mỗi ngày gần 300 suất ăn đảm bảo dinh dưỡng chất lượng gửi đến cán bộ chiến sĩ toàn tàu. Đối với những rau củ quả như rau cải hay là cần, là chúng tôi sẽ bọc quấn giấy báo hoặc là quấn ni lông thì để nó sẽ không bị héo và để sẽ giữ được lâu hơn. Còn những củ cả, củ quả khoai hay là bí thì chúng tôi sẽ để ở nơi khô ráo, không cần bọc, nhưng mà miễn là phải khô ráo thì sẽ được để lâu. Còn ví dụ như đây chanh và ớt thì do đảm bảo để được lâu thì chúng tôi sẽ phải lau khô và cho vào từng những cái túi ni lông nhỏ và để vào kho lạnh. Anh em trong tàu chúng tôi thì thực sự cái vấn đề nấu ăn là cái vấn đề thực nhiệm vụ kinh nghiệm khi đi trên biển. Thì để mà nấu những bữa ăn ngon phục vụ cho bảo đảm những bữa ăn ngon cho các đồng chí trên tàu thì chúng tôi trước tiên là cũng học các anh đi trước, học các kinh nghiệm rồi lên mạng tìm hiểu các món ăn ngon từ các vùng miền để phù hợp với tất cả khẩu vị của những người đi trên tàu, làm sao đảm bảo bữa ăn ngon cho tất cả những người thực hiện nhiệm vụ công tác trên tàu. Âm thầm lặng lẽ nhưng vẫn đầy chu đáo nhiệt tình, các cán bộ chiến sĩ trong đội hậu cần đã góp phần vào sự thành công của những chuyến hải trình thực hiện nhiệm vụ trên biển của lực lượng Cảnh sát Biển. Dù trời yên, biển lặng hay sóng to gió lớn, những anh nuôi vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, giúp lính biển yên tâm thực hiện nhiệm vụ, giữ vững sự bình yên trên biển. Quý vị vừa gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ anh nuôi trên tàu Cảnh sát Biển 8001. Có thể khẳng định những anh nuôi này đã và đang góp phần không nhỏ vào thành công cho những hải trình tuần tra dài ngày trên biển, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin chúc các anh sức khỏe và tiếp tục có những hải trình bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.